Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến với ngày thứ 3 trong chuỗi Pilates Barre 7 ngày yêu lấy chính mình với Hana Giang Anh. Ngày hôm qua thì chắc chắn là mọi người đã trải qua một cái đêm khá là đau. Có thể là đau gần như là đến mức mà sáng dậy là chúng ta phải chống tay mới ngồi dậy được, chứ không thể sử dụng được cơ bụng nữa. Với những bạn nào mà ít khi tập thì nó là chuyện bình thường, nên các bạn đừng lo lắng. Với ngày thứ 3 ngày hôm nay thì Hana sẽ đưa các bạn đến với một hành trình mới. Đấy là một hành trình tập cho phần đùi. Để có được đùi thon gọn hơn thì nó rất là đơn giản, không hề khó. Nếu các bạn nâng tạ nặng thì sẽ làm cho cơ đùi các bạn phát triển. Nhưng nếu các bạn muốn có một chiếc đùi thon thả thì các bạn nên tập Pilates cùng với Hana trong bài tập ngày hôm nay. Và hôm nay thì dụng cụ sẽ chỉ cần là một chiếc ghế mà thôi. Các bạn có thể sử dụng ghế làm việc hoặc là ghế ở phòng ăn của các bạn. Bất cứ một cái ghế nào mà có chiều cao đủ để mình có thể đặt tay lên cái ghế là được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Hana trên thảm nhé. Mọi người hãy hít sâu và đưa hai tay lên cao. Vươn cao cột sống lên. Thở ra thu tay về phía trước ngực. Lặp lại, hít vào. Mở căng lồng ngực. Thở ra, đóng xương sườn vào nhau. Đóng phần xương cụt và đẩy rốn vào trong. Lặp lại một lần nữa. Và thở ra. Hít vào. Hóp mông vươn cao cột sống và bây giờ thở ra cuộn từng đốt sống xuống. Hai tay đặt bên cạnh chân. Đặt tay lên trên đầu gối, ấn một lực vào đầu gối, vươn dài người về phía trước. Kéo dài lưng ngực và thẳng chân. Sau đó lại thở ra thả lỏng người. Lặp lại, đặt tay lên đầu gối, hít vào. Vươn dài, kéo cả cổ. Hãy cảm nhận như cột sống của mình đang được ai kéo dài về phía trước. Sau đó thở ra, thả lỏng cổ, thả lỏng từng đốt sống. Tiếp theo mọi người có thể di chuyển nhẹ đầu gối để đẩy hông sang hai bên, thư giãn cho chân của mình. Rồi, tốt, bây giờ mình bước chân trái về phía sau, dài ra, xoay vai mở ngực. Sau đó mình hạ chân xuống, duỗi mũi chân, kéo dài phần hông và háng, lưng thẳng và điều chỉnh hai xương hông cân bằng. Sau đó thở ra, duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng thả lỏng lồng ngực và trái tim lên chân của mình. Tốt, lặp lại. Và thở ra. Khi thở mọi người hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và thở. Rồi, tốt. Bây giờ mình hãy đưa chân phải về phía sau ở tư thế down dog. Và quay trở lại. Đưa chân trái về giữa hai tay, duỗi mũi chân sau ra, lưng thẳng và kéo giãn chân trước nào. Thở ra, hạ hông xuống, lưng thẳng ngực mở. Tiếp tục. Và bây giờ mình đứng lên. Thu chân vào. Đặt tay lên trên đầu gối, đẩy dài lưng về phía trước. Duỗi thẳng chân ra và dùng tay đẩy mạnh đầu gối. Động tác này sẽ làm cho mọi người cảm thấy căng cơ sau đùi. Và thả lỏng một lần nữa. Và mình bước chân về phía sau ở tư thế down dog. Cuộn từng đốt sống xuống vào tư thế plank. Và mình sẽ bắt đầu vào bài tập ngay. Đầu tiên mình đưa chân phải lên up, sau đó co đầu gối về phía trước ngực theo nhịp up and down. Làm sao để người giữ tạo thành một đường thẳng, hóp bụng và đẩy rốn lên cao. Tốt, và chúng ta đổi chân nào. Kết hợp với hơi thở. Khi nào mọi người co chân thì thở mạnh ra bằng miệng. Tốt, đặt chân sang hai bên. Làm sao để người không di chuyển, toàn bộ cơ thể bất động, chân chỉ chạm nhẹ xuống đất thôi. Tốt, bây giờ mình trùng đầu gối, đẩy người về phía sau và đưa người về lại tư thế plank, người thành một đường thẳng. Hít vào, thở ra bằng miệng, giữ chắc người. Tốt, bây giờ co chân, từng chân một, chéo về phía khuỷu tay. Cứ co chân thì mọi người thở mạnh ra nha. Và động tác cuối mình bật nhảy, mở chân ra, out and in. Mông hạ xuống. Xong rồi. Ngồi xuống, kéo giãn tay, lưng, vai. Rồi, và mình cuộn từng đốt sống lên. Và mình sẽ đến với phần tiếp theo. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng ghế. Mọi người hãy đứng lên nào. Chúng mình sẽ kéo cái ghế vào sát người của mình. Động tác đầu tiên, mở mũi chân sang hai bên, chạm gót chân vào nhau giống như tư thế đứng của một diễn viên múa ballet. Mọi người có thể kiễng chân lên và đứng lùi sát vào trong để cho hai gót chân của mình chạm vào nhau, và kẹp chặt hai cái chân lại, mông hóc chặt, đẩy bụng vào trong, lưng thẳng, vươn cao người, không cần chống tay lên ghế mà chỉ chạm nhẹ tay để giữ thăng bằng thôi. Bây giờ mình sẽ mở đầu gối sang hai bên và hạ toàn bộ cơ thể xuống, với điều kiện lưng và mông của chúng ta vẫn tạo thành một đường thẳng không di chuyển, và đẩy lên lại kẹp chặt chân vào nhau. Làm lại. Làm sao để mông không di chuyển trong cả chặng đường lên và xuống. Toàn bộ chỗ này giữ nguyên, mọi người nhìn thấy không? Mình hóp chặt mông lại chứ mình không có để mông mình bị vẩy về phía sau nhá. Thở ra. Hít vào. Kẹp chặt chân khi lên. Quan trọng là mình có kẹp chặt được chân không nhá. Các bạn càng kẹp chặt bao nhiêu thì nó càng mỏi và đùi trong bấy nhiêu. Và bây giờ mình xuống và nhấc. Mở đầu gối sang hai bên, hóp chặt mông về phía trước, lưng thẳng và thả lỏng toàn bộ vai. Bạn sẽ không bị mỏi đầu gối nếu như bạn mở rộng cả đầu gối sang hai bên. Còn nếu đưa đầu gối về phía trước thì các bạn sẽ bị mỏi. Đó, nên là mình cố gắng mở rộng đầu gối ra. 8 nhịp nữa. 7 6 5 và 4. Siết chặt cơ bụng hơn. 3 2 1. Rồi, và đứng lên kẹp chặt chân lại. Mình lặp lại là lên hóp chặt mông. Lần cuối cùng này. Tốt, và nhấp, giữ ở dưới. Lưng thẳng, lưng thẳng. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể bỏ hẳn tay ra, đưa về phía trước ở tư thế múa ballet, hoặc là đưa lên trên để giữ thăng bằng, hoặc là đặt tay ở đây là dễ nhất. 8 nhịp nữa nào. 7 6 5 4 3 2 và 1. Rồi, và mình lên. Đến với động tác tiếp theo Chân vẫn mở rộng ra như thế. Mình sẽ kiễng hai chân lên này. Hạ xuống trước đã đi. Mình trùng đầu gối nhẹ xuống này. Rồi mình mở cái góc gối ra như thế này nhá. Mình đưa chân này về phía sau. Các bạn nhớ đừng gập cái đầu gối này xuống, mà mình phải nâng cái đầu gối này lên, mở phần hông ra. Đấy gọi là tập ballet. Khi tập ballet thì phần hông này sẽ luôn luôn mở, nó sẽ có tác dụng vào phần cơ mông. Còn gập xuống thì nó sẽ không vào mông nữa. Mở lên, lưng thẳng. Bây giờ trùng nhẹ đầu gối và đẩy lên. Chân sau giữ cố định, còn đầu gối chân trước thì trùng. Tuy nhiên khi mình trùng gối, mình dồn trọng tâm vào gót chân. Khi xuống mình siết chặt cơ bụng lại, đẩy xuống vào trong. Nhanh nào, xuống và lên. Lúc xuống thở ra, lúc lên hít vào. Hãy há miệng ra, thở mạnh ra. Và lúc thở ra mình siết chặt cơ bụng, đẩy xuống vào phía trong. Sờ vào bụng là phải cảm thấy cứng. Nhấp nào. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai. Bây giờ mình kiễng chân lên. Up and down, up and down. Dựng hẳn cổ chân lên mà người không di chuyển. Tiếp tục. Mở phần háng, mở phần hông. Lưng thẳng người không di chuyển, làm nhẹ nhàng thôi, như là diễn viên múa ấy. Rồi kiễng chân lên và giữ, và nhấp, và nhấp. Bắt đầu cảm thấy đau. 8 nhịp nữa. 8, 7. Dù đau mấy mọi người vẫn phải cố thẳng lưng lên. 4, 3, 2. Và xong rồi. Thả lỏng chân một chút. Và sau đó mình sẽ đổi chân nhá. Rồi mình đếm các chân kia cũng y hệt như thế thôi. Đầu tiên là mình chạm mũi gót chân vào nhau, mở mũi chân sang hai bên, đầu gối trùng xuống và mình đưa cái chân sau về phía sau. Nhớ là mình không úp đầu gối mà mình mở đầu gối để mở hông, mở háng. Háng và hông bên này cũng mở ra. Xoay vai mở ngực và đẩy rốn về phía sau, hấp thả bụng lại. Từ từ ngồi xuống và lên. Lúc mà mình hạ người xuống, mình hãy sử dụng hệ thần kinh để điều khiển toàn bộ cơ thể của chúng ta, giữ vững và cố định. Không có một cái gì lay chuyển hay di chuyển ở đây hết. Nhanh nào. Hãy cố gắng mở cao đầu gối ở phía sau của bạn lên. Hóp bụng lại và giữ cho lưng thẳng. Đẩy rốn về phía sau. Tốt, và mình giữ ở đây. Bây giờ mình nhấp nào, nhấp nào. Trọng tâm dồn mạnh vào gót chân. Thả lỏng 5 đầu ngón chân. Và đừng quên lúc nào cũng hóp chặt bụng. Tốt, mình kiễng chân lên và hạ xuống. Kiễng lên và hạ xuống. Wow, phải làm thế nào để xa cái ghế ra này. Đấy, kiễng chân lên mà người không di chuyển. Và chân sau mình nâng cao. Nhanh nào. Wow, mình cũng phải rất tập trung mới có thể giữ vững được ở động tác này, để người không di chuyển đấy mọi người ạ. Và giữ nguyên chân ở phía trên. Bây giờ mình nhấp. Thêm 8 nhịp nữa. 8, 7, 6 và 5 và 4 và 3 và 2. Xong. Tốt. Rất là mỏi. Bây giờ mình thả lỏng và chúng ta đã có thể để ghế sang một bên được rồi. Tiếp tục nha. Bây giờ chúng mình sẽ nằm sấp xuống mọi người nhé. Trụm chân lại, ngồi phía sau để giãn mông ra một chút cho đỡ mỏi. Sau đó cuộn người lên. Và mình nằm xuống. Đặt hai tay chồng lên nhau và trán đặt lên trên tay. Hai chân mở rộng ra. Sau đó mình chạm gót chân vào nhau, bẻ bàn chân như thế này. Tốt, thả lỏng phần thân trên. Thót chặt mông lại, nâng cả chân lên. Và khi mình nâng lên thì mình thở ra, hóp chặt bụng. Nào, nhanh nào. Nhanh nào. Hít. Hy vọng là mọi người có thể nghe cái hơi thở của mình, để mọi người thở theo mình. Lúc thở là hóp bụng này, và nâng cái rốn lên này. Nếu bạn nào mà bị cái xương mu đè xuống thì các bạn có thể kê một tấm chăn mỏng ở phía dưới. Nó sẽ làm cho các bạn đỡ đau hơn. Nó tùy vào cơ địa, cấu trúc, phần xương chậu của mỗi người thôi. Thêm 4 lần nữa này. Tốt, và giữ ở phía trên. Bây giờ mình đẩy nhanh. Up, up. Đầu gối không chạm đất nữa luôn. Siết chặt cơ bụng lại. Thả lỏng vai ra. Và 4, 3, 2, xong. Ok. Đẩy lên, hóp mông, giãn lưng, nâng mông này, chạm mông vào chân, kéo giãn mông hết cỡ. Và cuộn từng đốt sống lên. Bao giờ ngồi lên mình cũng cuộn từng đốt sống như vậy. Và mình ngồi duỗi chân về phía trước. Ở một động tác rất là hay. Đây, mọi người đặt tay ở phía sau, được không? Hoặc là mọi người co một chân lên thì nó sẽ giúp mọi người giữ đà hơn này. Và mình bẻ cái bàn chân lên, duỗi thẳng chân, kích hoạt cơ đùi. Đùi cứng ngắc thì sẽ giúp các bạn kích hoạt được phần cơ đùi trên. Và bây giờ chúng ta sẽ tập cho nó nâng lên và hạ xuống, lên và xuống, nhẹ nhàng chậm rãi. Các bạn nhìn thấy không? Chân của mình rất là cứng, mình gồng cứng nó, kích hoạt nó lên. Khi mình đập vào ấy, nó rất là cứng luôn. Và các bạn hãy cố gắng gồng kích hoạt nó lên như thế. Khi các bạn kích hoạt nó thì nó tập nó mới có tác dụng. Còn nếu không, nó chỉ đơn thuần là mình dùng cái cơ nâng hông, mình đưa chân lên xuống. Nhưng mà ở đây mình không muốn là mình chỉ tập cơ nâng hông, mà mình muốn tập cho xong cái phần đùi trước thì mình phải gồng cả cơ đùi trước, đúng không? Nào, bây giờ mình nhấc ở phía trên nhanh. Rất là đau luôn ấy. Nếu mà các bạn gồng siết thì nó đau kinh khủng luôn. Và 4, 3, 2, đưa chân sang ngang nào. Ngang và đóng lại. Chân hoàn toàn không chạm đất. 4 cái nữa. 3, 2 và 1. Rồi, chúng ta đổi chân. Rất nhiều bạn là mình nghĩ là các bạn sẽ bị ngả về sau như thế này. Và các bạn hãy cố gắng ngồi thẳng lên. Mình không cần phải là ngồi thẳng hẳn, bởi vì thẳng hẳn có người sẽ duỗi được chân, có người không. Do cơ đùi sau của mọi người bị ngắn ấy, thì tùy, mọi người có thể ngả ra, nhưng mà lúc nào cũng phải thẳng lưng. Bắt đầu thở và hít. Lúc nâng chân lên mình thở ra. Mọi người nhìn thấy người của mình có một chút di chuyển nào không? Không, đúng không? Đấy chính là tập Pilates. Tập Pilates có nghĩa là mình thở ra và giữ bất động toàn bộ cơ thể, gồng chắc người. Và đấy chính là do chúng ta gồng cơ bụng mình mới giữ chắc người như vậy đó. Và giữ ở trên. Bây giờ mình nhấp nào. Nhấp. Lần nữa. 4, 3, 2 và đưa chân sang ngang, ngang và đóng. Đau cực luôn đấy. 4 lần nữa này, chết luôn này. 3, 2, mọi người cố lên, và 1 và xong. Ôi. Kéo chân vào sát người của mình và thả lỏng đầu gối. Có người sẽ cảm thấy rất đau, có người sẽ không đau. Nó là do mỗi người có một cái kiểu khác nhau. Mình không cần phải bắt chước người khác. Mình cứ tập cho khi nào mà mình đau lắm rồi, không chịu được nữa thì mình cố thêm tầm 10 cái nữa. Thế là vừa nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đứng lên mọi người nha. Phần tiếp theo chính là một phần có tiết tấu nhanh hơn, cường độ cao hơn một chút. Đấy là squat. Hai chân mở rộng hơn hông, mũi chân hướng ra ngoài. Trong Pilates chúng ta cũng có squat. Mọi người ngồi xuống, đẩy mông về phía sau, di chuyển mông của mình, mở đầu gối sang hai bên, dồn mạnh trọng tâm vào gót chân, lưng thẳng ngực mở. Xong rồi lên thì mọi người hóp chặt mông lại. Quan trọng nhất ở Pilates đấy là khi mình xuống, các bạn đừng vẩy mông về phía sau một cách thái quá, vì như thế các bạn sẽ bị võng lưng. Ở Pilates là mình phải tập chỗ này. Đấy, nên là lúc ngồi xuống mình phải đóng lúc vào trong, đẩy rốn vào trong. Mọi người nhớ cảm giác hay không? Chuẩn bị này, chọc tay vào bụng này, đẩy rốn vào trong và lên. Đấy, làm chậm lại. Nào, xuống thở ra, đẩy rốn vào trong và lên. Mọi người hít lại. Mình làm nhanh hơn nào, nhanh nào. Thêm 4 lần nữa. 3 2. Và giữ ở đây. Bây giờ mình bật nhảy ra, thở và mình rất là thích phần này. Nó quay trở lại với cả hồi xưa của mình, đúng không? Lúc nào mình cũng tập rất là hùng hục. Còn bây giờ thì đã lâu rồi mình không còn hùng hục như vậy nữa. Nhưng mà nó làm cho mình nhớ lại hồi xưa. Siết chặt cơ bụng, siết chặt cơ bụng. Cố gắng kiểm soát cơ thể. Mình không cần phải nhảy tưng tưng lên, nhưng mà mình kiểm soát người mình làm nhẹ nhàng, đáp đất. Và xong. Kết thúc. Thả lỏng chân một chút. Rất là tốt, rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đấy là phần bụng. Không thể bỏ qua phần này được, phần này rất là quan trọng. Trong bất kỳ một ngày tập nào, dù có tập về bộ phận gì chăng nữa, thì mình sẽ luôn luôn có bài tập bụng ở cuối cùng. Vì nó chính là cái gốc rễ và cội nguồn của Pilates. Nằm xuống. Và bây giờ mình sẽ tập lower leg, phần bụng dưới một chút. Đưa chân lên nào. Mọi người có thể duỗi thẳng chân giống mình. Nếu ai không duỗi thẳng chân được, cảm thấy chân bị run, các bạn có thể trùng nhẹ gối, không vấn đề gì hết. Miễn là các bạn phải giữ nguyên cái phần trên này, bởi vì chúng ta sẽ chỉ dùng cơ bụng để nâng hông và toàn bộ phần thân dưới lên khỏi mặt đất. Sau đó giữ lại, có sự kiểm soát và từ từ hạ xuống. Làm lại này, lên, giữ và xuống thật chậm. Quan trọng là lúc xuống ấy, lúc xuống các bạn phải giữ lại thật chậm thôi. Các bạn đừng đưa chân về phía trước như này. Như này là không đúng, vì như thế là mình đã bị lấy đà từ chân để mình nâng mông lên, đúng không? Nhưng ở đây mình muốn bạn dùng cơ bụng cơ mà. Các bạn thở ra. Tiếp. Động tác tiếp theo là mình sẽ kéo cái phần hông này, xoay cái cột sống. Và khi mình đưa lên mình kéo cái phần xương hông này về phía. Đó, y hệt như thế thôi. Nhớ là mình không hất mông lên nữa, mà mình kéo thẳng chân, dùng cơ bụng để kéo nó lên phía trần nhà, chứ mình không hất về phía mặt mình nha. Nào, bắt đầu. Hạ xuống chậm. Đổi bên. Tập cho phần oblique. Mình đang dùng quả tạ là chính cơ thể của mình, nên nó rất là nặng luôn. Tiếp tục. Nhanh hơn nào. Không cần phải nâng cao, chỉ cần nâng và kiểm soát. Rồi, và từ từ hạ thân xuống. Bẻ bàn chân, lưng thẳng, co gối vào, đưa lên trời. Lặp lại, mọi người thở ra, đóng xương sườn vào. Co chân và đưa lên trời. Nhớ là chỉ hạ xuống đến một cái tầm nào đấy mà lưng mình vẫn giữ nguyên và cố định được thôi. Nếu mà đến đây, bạn cảm giác mà lưng bị kéo lên thì bạn dừng ở đây thôi. Được không? Xuống. Và co vào. Giống như mình đang đạp cái đạp vịt ấy. Bây giờ mình làm nhanh hơn. Nào, chuẩn bị kết thúc rồi. Thêm 4 lần nữa nha. Rồi, và xong. Hạ chân. Cuộn người lên nào. Mệt phết đấy. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển đến meditation và stretching phần cuối cùng. Chúng mình sẽ giãn chân và giãn đùi và giãn phần hông. Nào, duỗi chân ra. Hãy thả lỏng cơ đùi, thả lỏng cơ đùi. Bẻ bàn chân lên, sau đó duỗi bàn chân ra, hít vào và thở ra. Đó, sau đó chúng ta vòng một chân này về phía sau. Chân trước các bạn co lại, chân sau các bạn duỗi thẳng ra, úp bàn chân xuống. Bài tập này sẽ giúp mình giãn cả đùi trước và mở cả hông. Cố gắng ngồi thẳng lưng lên, vòng tay về phía sau, nắm lấy chân mà người không di chuyển. Sau đó ép gót chân vào sát mông của bạn, mà đừng lật người đi đâu cả nhé. Cố gắng giữ nguyên người. Một chút nữa, 4, 3, 2, 1 và duỗi ra. Sau đó chúng ta đổi bên này. Với chân kia y hệt như thế, úp mu bàn chân và lưng thẳng, siết cơ bụng. Cảm giác động tác này rất là dễ chịu vì nó giãn cái cơ đùi trước của mình ấy, đúng không? Nào, nắm lấy chân và ép vào. Sâu hơn tí nữa. Và 4, 3, 2, 1 rồi. Tốt, hạ xuống. Sắp kết thúc rồi. Nào. Hai chân vừa rộng bằng hông. Từ từ cuộn đầu gối và đứng lên. Đưa hai tay lên, hít vào. Thở ra, thu tay về trước ngực. Lặp lại, hít vào. Thở ra, đưa tay về trước ngực. Đưa hai tay sang ngang, một tay về trước, một tay phía sau. Thẳng người về phía sau. Thu tay về trước ngực. Và đổi bên. Tốt, và hạ xuống. Đưa hai tay lên, hít vào. Thở ra, mọi người rũ lỏng. Cảm giác toàn bộ cơ thể chúng ta có bao nhiêu xả hết ra. 2 lần nữa. Và 1. Vậy là chúng ta kết thúc xong ngày thứ 3 với nhau rồi. Và đã được một nửa chặng đường rồi đấy. Các bạn cảm thấy như nào? Hana hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy phí công khi đã tham gia vào cái series này cùng với Hana. Và series này thì có tận 7 ngày cơ. 7 ngày để tìm lại chính mình và yêu bản thân của mình hơn. Thì Hana hy vọng là mọi người sẽ không đem con bỏ chợ mà nghỉ giữa chừng, chẳng bởi vì một cái lý do gì cả. Vì các thói quen là sẽ tạo thành khi mà ít nhất là chúng ta phải tập được tới 7 ngày nó mới tạo thành một cái thói quen được. Thế nên là Hana hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 4, chính là ngày mai. Đừng có mà quên Hana hay là bỏ Hana giữa chừng nhá.